Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rương Công Nghệ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những món đồ công nghệ mà mình vẫn đang dùng hàng ngày để xem là chúng ta có sự tương đồng nào không các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên hãy để lại một lượt thích, chia sẻ video ngày hôm nay nếu như cảm thấy nó hay và thú vị. Cùng với đó là đăng ký kênh Rương Công Nghệ, lắc quả chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề chính nào. It's show time. Ok, đầu tiên là khi đi làm thì mình sẽ cần phải mang theo hai cái ba lô. Ở cái ba lô này thì mình mua ở chợ xanh, nó thẳng các bạn thấy luôn. Giá của nó có 150 thôi, không có gì quá là đáng kể ở đây cả. Còn đây là cái ba lô mà mình đã xin đều được của anh Vinh, nó là ba lô Divoom các bạn nhá. Vào thời điểm mình xin của anh Vinh ý, thì giá của con ba lô này rơi vào khoảng là 3 củ. Nó có một cái màn hình LED bên ngoài và khả năng chống nước khá là tốt. Và khi mà mình đi máy bay ý, thì đây, mình hoàn toàn là có thể lật ngang cái chiếc ba lô này và để lồng nó vào cái vali của mình đây. Rồi sau đó mình cứ thế mình kéo vali đi thôi, không cần phải quan tâm cái ba lô này nữa. Nói chung là cái ba lô này mình khá là thích nó vì nó nhỏ gọn tiện và có cả cái đèn LED. Thì cái đèn LED này nó thật với các bạn là chỉ có thời gian đầu mình mang về nhà này mình mới dùng thôi, chứ còn dùng lâu lâu thấy nó cũng chả để làm gì mấy. Và điểm yếu cái ba lô này theo như mình thấy là nó hơi bé với nhu cầu của mình. Mình đựng một ít đồ thôi là nó đã hết rồi. Và bình thường khi mình đi công tác thì cái ba lô này chỉ có tác dụng là đựng những cái đồ công nghệ của mình thôi, còn để đựng thêm quần áo thứ thì không được các bạn ạ. Vậy thì điện thoại mình đang dùng nó là những cái gì? Chiếc điện thoại đầu tiên ở trong túi của mình phải kể đến đó là con Galaxy S3 Ultra. Chiếc điện thoại này thì mình đã dùng ngay từ khi mà nó mới ra mắt rồi và nó phục vụ rất là tốt cho cái công việc của mình. Và cũng bởi vì mình là một người dùng Samsung từ rất lâu, thành ra là dữ liệu của mình từ những ngày đó cho đến tận bây giờ thì đều có mặt ở trên chiếc điện thoại Samsung cả. Thứ hai là một con iPhone 14 Pro Max, cũng đã mua từ ngay đợt đầu mở bán ngày 14 tháng 10 năm ngoái. Thì 14 Pro Max mình dùng để có thể lưu giữ những cái tài khoản ngân hàng này, cũng như là các cái tài khoản liên quan đến các kênh YouTube của mình, kênh TikTok các thứ thì đều có trên iPhone 14 Pro Max nha. Cái thứ ba là đây. Đây là Oppo Find X6 Pro. Con này thì mình dùng nó như kiểu là máy chính luôn trong một thời gian rất dài. Đợt gần đây thì chuyển qua dùng Galaxy Z Fold 5 để review cho mọi người. Còn đâu bình thường nhá là mình sẽ chỉ có dùng 3 chiếc điện thoại này thôi. Tiện thể anh em hỏi đồng hồ mình đang dùng là gì thì nó là con Galaxy Watch 6 Classic các bạn nhá. Trước đây thì mình dùng Watch 4 Classic thì con đó không có Samsung Pay, chưa được hỗ trợ. Thì bây giờ lên Watch 6 Classic là đã có Samsung Pay này anh em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ đi chạy nhé, cần mỗi con này xong rồi tap vào máy phốt ở siêu thị một cái, thanh toán các thứ ngon lành luôn, không cần mang theo điện thoại. Quá tuyệt vời. Đó là những cái chiếc điện thoại mình dùng. Còn tai nghe thì sao? Mình sẽ có hai bộ tai nghe. Thứ nhất là tai nghe in-ear. Nó sẽ là cái con Super EQ Pro đến từ One Audio. Mình mua ở bên anh Tiệp ở Seven ấy các bạn ạ. Và mình thấy rằng là con này nghe rất ổn trong tầm giá, dưới 1 triệu. Đấy, không hề quảng cáo đâu các bạn nhé. Và mình vẫn giữ nó để nghe cho đến tận bây giờ. Thì đấy là một cái này. Cái thứ hai là trong này, tai nghe over ear của mình, đó là một con Sony VKH-1000XM5. Nó đây, sau một thời gian mình dùng thì con này vẫn khá là sạch sẽ. Lý do mình chọn cái chiếc tai nghe này là bởi vì nó có hỗ trợ nhiều công nghệ và nhìn nó cũng thanh thoát, nó đẹp đấy các bạn. Lúc đầu thì định mua Bose cơ, nhưng mà Bose thì nó chống ồn hơi căng. Đó, nên là mình chọn cái chiếc Sony này. Và nó cũng tương thích rất là tốt với tất cả những chiếc điện thoại của mình. Ghép nối các thứ là nhanh, công nghệ đầy đủ. Đó, thì Sony VKH-1000XM5 nhé. Bạn nào mà cũng đang dùng cái chiếc tai nghe này có thể cho mình biết. Máy chơi game mà mình dùng, đương nhiên rồi, nó là Nintendo Switch. Cái chiếc Switch OLED này thì đợt mình mua giá là 9,5 triệu. Bây giờ anh em mua chắc chắn nó rẻ hơn rồi. Mua rất là nhiều thẻ game ở đây và có cả game digital trong máy nữa. Ok chưa? Rồi, chuột mình dùng, ok. Chuột mình dùng thì đang là Razer Deadaster V3 Pro Faker Edition. Con chuột này ngoài việc là nó không có Bluetooth ra thì mình đích trên nó cái gì cả các bạn ạ. Vì thứ nhất là cái tốc độ phản hồi của nó quá nhanh, 30.000 DPI và nó quá nhẹ. Nhiều anh em còn bảo đây là chuột Faker. Đúng là chuột Faker mà đúng không? Cái gì đấy? Và mình nhận ra một điều là con chuột này giá bên Hàn Quốc nó còn đắt hơn Việt Nam nữa cơ. Nên mua Việt Nam là chuẩn bài rồi. Rồi, tiếp đến là những cái món đồ ở trong cái túi này nha các bạn. Cái túi này cực kỳ bền, mình mua trên Shopee, nó có tên là Buna. Và từ năm 2018 là mình đã dùng cái túi này rồi. Bây giờ về cơ bản thì ngoài nó bẩn ra thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Vậy thì cái túi này mình dùng để đựng những cái gì? Đầu tiên phải kể đến đó là những cái cục sạc mình dùng. Cục sạc đầu tiên đó chính là một cục sạc của Bezos 100W. Mình lựa chọn cục sạc này là bởi vì nó có thể sạc được cho đa phần những cái điện thoại Trung Quốc và nó tương thích rất là tốt với cả những con điện thoại Samsung của mình. Mình cũng dùng cục này để sạc chính cho những máy Samsung luôn. Và với công suất là 100W, nó hoàn toàn có thể sạc được luôn cho những con Ultrabook. Ví dụ như kiểu MacBook chẳng hạn thì con này sạc được ngon lành các bạn nha. Đó, đây là cục đầu tiên. Ủa ôi! Cục sạc thứ hai là một cục sạc dành riêng cho Oppo Find X6 Pro. Đây là cục sạc SuperVOOC, cũng là 100W và nó chỉ tương thích với Oppo Find X6 Pro và những chiếc máy khác có hỗ trợ SuperVOOC thôi các bạn ạ. Nói chung là trong bộ ba con điện thoại này của mình thì cục này chỉ dùng trong Oppo thôi. Đấy. Dây sạc mình dùng thì sao? Đầu tiên sẽ là một cái dây của Bezos. Đấy, dây này. Nó đi kèm với cục sạc luôn.
Thứ hai là một cái dây có tên là InnoSight. Cái dây này thì nó sạc được công suất là 70W và cái lúc mình mua thì gọi là mua chống cháy. Đó thì người ta bán cho mình cái dây này thì mình dùng thấy là nó cũng ổn, cũng chắc chắn mà cũng sạc nhanh được. Nên là tạm thời là mình vẫn đang dùng cái dây này để sạc chính cho những cái máy Android. Ok chưa? Thứ ba là một dây C2 Lightning. Cái dây này thì anh Vinh đổi cho mình, không biết đến từ cái brand nào. Ồ, đây là dây của Anker. Mà bây giờ tao mới nhìn thấy thương hiệu của nó hả? Nhưng mà được cái là cái dây này rất dài, nên là thỉnh thoảng mà mình muốn vừa sạc vừa dùng với con iPhone ấy thì cũng được nha các bạn. Và cái dây, có một cái dây nữa là A2C. Cái dây này là dây sạc dành riêng cho Oppo Find X6 Pro. Đấy, nó phải có đủ bộ của nó thì nó mới có thể sạc nhanh được các bạn nhé. Khá là lằng nhằng. Ok, tiếp theo là sạc dự phòng mình dùng. Sạc dự phòng này thì nó là một cục sạc dự phòng của Pisen. Thực ra trước mình có một cục sạc dự phòng khác thôi, nhưng mà cục đấy đem cho mất rồi. Sạc, không phải sạc, tai nghe có dây. Nó là một con tai nghe AKG của Samsung. Cái tai nghe này thì bây giờ các bạn có thể mua được rất là dễ dàng trên các sàn thương mại điện tử. Và mình cũng mua cái này bên Seven của anh Tiệp nhé. Và các anh em editor trong văn phòng của mình cũng rất là thường xuyên dùng cái chiếc tai nghe AKG này. Thứ nhất là nó rẻ và cái thứ hai là cái âm thanh của nó cũng tốt đấy. Đó, nên là mình nghĩ là anh em dùng cái này cũng hợp lý này. Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà con AKG này rất dễ bung nắp này. Anh em nào dùng mình bung cái nắp này. Mẹ. À không, máy tính bảng. Đợt này thì mình đang dùng một con Samsung Galaxy Tab S9 Ultra các bạn nhé. Để mình làm nội dung này cũng như là mình lên content cho cái đấy luôn. Còn cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết trong một thời gian sắp tới. Đấy, thì cơ bản thì đó là những món đồ công nghệ mà mình thường mang đi làm và mình vẫn sử dụng hàng ngày. Thế thì không biết là có món đồ nào trong cái số này mà cũng giống như là đồ các bạn đang dùng hay không? Hãy cho mình biết với nhé. Cái video này thì mình quay cho các bạn vào ngày 19 tháng 8 và những cái món đồ của mình sẽ được update liên tục. Nên là nếu như các bạn thích những cái series mình update những món đồ công nghệ mới mà mình dùng thì các bạn có thể để lại ý kiến ở phần comment phía bên dưới và mình sẽ gửi đến cho các bạn trong những video lần sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Rương Công Nghệ. Bye bye!